đối với lại những cái sản phẩm lăng mộ đá chất lượng cao như thế này ấy, thì khi mà lắp ráp ở công trình ấy, thì có một số những cái lưu ý như thế này. Tức là khi mà chúng ta đã lựa chọn được những cái sản phẩm lăng mộ đá được chế tác trên những cái chất liệu đá tốt, nó đảm bảo cái tính bền vững của công trình rồi, thì cái yếu tố mà làm cái phần móng của cái công trình lăng mộ để đặt cái phần đá này lên thì các bác cũng cần phải lưu ý hết sức là kỹ càng trong cái lúc mà thi công. Tại vì là đối với lại những cái công trình lăng mộ đá mà khi mà các bác ra ngoài nghĩa trang các bác tham quan ấy, mà các bác thấy rằng những cái sản phẩm nó bị nứt, nó bị vỡ, công trình nó bị nghiêng, nó bị lún, thì cũng một phần là do những cái công trình lăng mộ đó người ta làm cái phần móng nó không chắc, dẫn đến là khi lắp lên công trình thì được một thời gian thì cái trọng lượng của đá này nó cũng khá là nặng, thì nó dẫn đến cái hiện tượng là bị lún, bị nứt công trình, và nó kéo toàn bộ các cái hạng mục ở phía bên trên của công trình đấy nó bị nghiêng, nó bị lún theo, và nó ảnh hưởng đến chất lượng, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của công trình. Cho nên là khi mà các bác làm những cái công trình lăng mộ đá thì em luôn luôn nói với các bác khách hàng rằng là cái việc mà các bác lưu ý cái phần móng ấy là các bác phải làm hết sức là kiên cố chắc chắn để nó đảm bảo rằng cái công trình lăng mộ đó, các cái hạng mục ở trong công trình đó nó được bền chắc, nó được bền vững theo thời gian. Chứ còn tránh cái trường hợp là vừa mới làm được một thời gian mà đã bị nứt, bị vỡ thì lúc đó rất là chán. Và khi mà làm cái phần móng của các cái công trình lăng mộ ấy thì các bác nên trao đổi kỹ lưỡng với phía bên đơn vị thi công các cái hạng mục lăng mộ đá. Tức là trong cái điều kiện là các bác xây dựng những cái công trình lăng mộ bằng cái chất liệu đá ấy, thì các bác nên có cái sự trao đổi kỹ càng với phía bên thi công các cái hạng mục đá ấy, để xem là mình thiết kế cái móng như thế nào, kích thước ra làm sao để nó đảm bảo được công trình của mình nó luôn luôn được vững chắc và bền theo thời gian. Các cái sản phẩm mà quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây nó đều là những cái chất liệu đá granite tự nhiên hoặc là chất liệu đá xanh rêu. Thì đây là những cái dòng đá mà tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đối với lại những cái sản phẩm mà các bác muốn chạm khắc hoa văn ấy, các bác muốn chạm khắc hoa văn thì các bác có thể lựa chọn cái chất liệu đá xanh rêu để làm nguyên liệu để chế tác cái công trình đó. Còn đối với lại các cái sản phẩm mộ đá mà các bác muốn làm theo kiểu đơn giản thì các bác có thể chọn cái chất liệu đá granite tự nhiên như thế này để mình chế tác. Thì đối với lại những cái chất liệu đá granite tự nhiên như thế này thì cái độ bền của nó rất là cao, và để tạo nên được một cái công trình lăng mộ đá đẹp ấy thì nó đòi hỏi cái việc chuẩn chỉ trong cái việc mà tư vấn thiết kế mẫu mã, tỷ lệ làm sao cho nó cân đối, nó hài hòa. Thì đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Thế nên là khi mà các bác muốn xây dựng những cái công trình lăng mộ đá ấy, thì các bác điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại ở trên màn hình, hoặc là các bác có cái bản đo sơ bộ cái hiện trạng của khu đất thì các bác gửi cho em những cái thông tin cơ bản như vậy, thì em sẽ dựa vào những cái thông tin đó em sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn để làm sao mình có thể xây dựng được những cái công trình lăng mộ đá nó chất lượng nhất, nó phù hợp nhất. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về các cái sản phẩm lăng mộ đá thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình, và các bác có thể vào trong kênh YouTube của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân để các bác xem được rất là nhiều những cái công trình lăng mộ mà Đá Mỹ Nghệ Anh Quân đã thi công thực tế. Thì từ những cái kinh nghiệm đó, từ những cái hình ảnh đó thì quý vị và các bạn cũng có thể rút ra được những cái kinh nghiệm hoặc là những cái điều gì đó nó hay, nó bổ ích để khi mà mình xây dựng công trình lăng mộ của mình thì mình có thể áp dụng được vào trong cái công trình đó để làm sao xây dựng được những cái công trình lăng mộ nó phù hợp nhất, nó hài hòa nhất. Tại vì những cái công trình này khi mà đã xây lên rồi thì cái việc mà sửa chữa thay thế thì nó rất là khó. Thế nên là các bác cần lưu ý là trước khi mà mình xây dựng ấy thì mình cần phải tìm hiểu, mình cần phải nghiên cứu cho nó kỹ càng rồi bắt đầu tiến hành xây dựng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.